Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay trung tâm thủ đô Berlin. Và cũng ngày hôm 29 tháng 8, ba nước chủ chốt gồm có Anh, Pháp, Đức đã đưa ra tuyên bố về căng thẳng Biển Đông khi mà Trung Quốc liên tục đưa tàu xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hình ảnh đó các bạn có thể xem ở trên một số trang truyền thông quốc tế cũng như một số trang báo trong nước cũng đã loan tải sau một thời gian dài rất im lặng. Và trong bài báo này đã ghi rất rõ là Anh, Đức, Pháp hôm thứ Năm ngày 29 tháng 8 nói họ quan ngại về căng thẳng Biển Đông qua một tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi tàu khu trục Hải quân Hoa Kỳ đi áp sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Tình hình ở vùng biển có thể dẫn đến sự bất an và bất ổn trong khu vực. Ba nước kể trên nói trong một tuyên bố chung Bộ Ngoại giao Anh công bố ngày hôm 29 tháng 8 vừa qua. Qua tuyên bố, ba nước chủ chốt của Liên hiệp châu Âu đã kêu gọi tất cả các quốc gia ven Biển Đông thực hiện các bước và các biện pháp giảm căng thẳng, góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực. Và đây là hình ảnh các bạn thấy rất rõ về những cái xây cất của Trung Quốc ở những đảo của Việt Nam mà họ chiếm được. Và hiện nay Trung Quốc thực sự là mối đe dọa của không những Việt Nam mà với cả tự do hàng hải và tự do hàng không khi những máy bay hoặc những tàu thuyền đi qua khu vực này. Và theo một diễn biến khác thì ngay lập ngày thời điểm này là tàu Hải Dương 8 đang mở rộng thăm dò địa chất trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bởi vì Trung Quốc luôn tuyên bố họ có chủ quyền đối với đường chín đoạn mà họ đã vẽ ra, mà trong đó có những bán đảo như hình chụp của vệ tinh. Vào tháng 5 năm 2018 cho thấy trên đảo Đá Vành Khăn có các tòa nhà kiến trúc kiên cố đã được phía Trung Quốc xây cất, và đây càng ngày những cái khu vực này càng lớn ra và nó đe dọa rất nhiều đến cái việc an ninh của hàng hải. Và bên cạnh đó, ngoài ra thì hình ảnh chụp từ vệ tinh của bãi đá chữ thập cũng đã cho thấy Trung Quốc đã liên tục xây cất rất mạnh, và đặc biệt là nhằm đến việc quân sự hóa Biển Đông với việc họ đặt những căn cứ quân sự ở đây. Cũng chính thời gian vừa qua, chiếc tàu Hải Dương 8 cùng nhiều tàu hộ tống sau khi lần thăm dò thứ nhất đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì họ đã được rút về cái đảo Đá Chữ Thập này, và từ đây họ đã tiếp tục làm công tác hậu cần, và sau đó 5 ngày lại tiếp tục đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để hoạt động cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục nằm ở trên vùng đặc quyền của Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem những cái thông tin thêm, đó là cũng hôm 28 tháng 8, Liên minh châu Âu cũng ra tuyên bố về căng thẳng ở Biển Đông. Và đây là cái công bố của Liên minh châu Âu mà các bạn có thể tra khảo ngay trên trang tin của Liên minh. Và ở đây ghi rất rõ là về tình hình căng thẳng Biển Đông. Và như vậy điều đó chứng tỏ rằng hiện nay ở Biển Đông đang rất nóng, và những cái thông tin mà chúng ta nhận được ở trên báo chí Việt Nam chưa đầy đủ và rất thiếu. Thì các bạn phải tìm hiểu thêm ở những trang tờ báo quốc tế. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy thêm ngày hôm nay đã được ông phó giáo sư Martinson của giảng dạy ở trường Đại học Hải quân Hoa Kỳ tiếp tục chia sẻ là cập nhật ngày hôm nay 30 tháng 8, tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hải trình cho thấy các hoạt động kể từ ngày 26 tháng 8 cho đến nay. Và nếu mà chúng tôi dơ sát lại camera video để các bạn nhìn rất rõ, đây là hải trình của chiếc tàu này, thì nó đi theo đúng một cái lộ trình như rích rắc. Và theo như chuyên gia về dầu khí của Việt Nam hoạt động nhiều năm thì họ nói rằng đây là việc tàu Hải Dương 8 đang làm công tác là đo ba chiều ở vùng lòng biển của Việt Nam, và phía Việt Nam cho đến thời điểm này chưa thể dùng biện pháp nào để áp chế yêu cầu những chiếc tàu này ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và cũng đây là hình ảnh thêm về Liên minh châu Âu đã đưa ra tuyên bố mà các bạn cũng có thể tham khảo ở trên các trang báo quốc tế về việc căng thẳng ở trên Biển Đông hiện nay. Thì chưa từng bao giờ có một lúc rất nhiều những cái tổ chức, những cái chính phủ một lúc lên tiếng như Mỹ, Liên minh châu Âu và Đức, Anh, Pháp và nhiều nước khác nữa về việc Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông và đe dọa dùng những cái biện pháp vũ lực để cưỡng đoạt chủ quyền của những cái nước xung quanh. Và cũng hôm 29 tháng 8 thì Ấn Độ cũng đưa ra yêu cầu phía Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế, và hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo ở trên một số trang báo trong nước cũng đã đưa. Đó là việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 29 tháng 8 khẳng định nước này ủng hộ tự do hàng hải và luật pháp quốc tế ở Biển Đông, đặc biệt về Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS. Và ông ta nói thêm, Biển Đông là một phần chung trên toàn cầu. Ấn Độ vì vậy đã tôn trọng lợi ích của hòa bình và ổn định khu vực. Ấn Độ quyết tâm ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và thương mại hợp pháp trong các vùng nước quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Đây là hình ảnh các bạn có tham khảo. Vậy là Ấn Độ cũng đã đưa lên tiếng để ủng hộ Việt Nam thời gian qua và ngay bây giờ khi mà Việt Nam đang rất lâm nguy khi Trung Quốc tìm mọi cách thôn tính vùng biển của Việt Nam thì Ấn Độ cũng đã lên tiếng. Nhưng mà tuy nhiên những nước cộng sản anh em của Việt Nam thì họ cũng không hề nói gì. Đó là việc những cái nước như Lào, Cuba hoặc là Bắc Triều Tiên họ cũng không nói, thậm chí chính phủ của Bắc Triều Tiên còn gây căng thẳng hơn khi họ trong thời điểm này họ lại phóng thử tên lửa và đe dọa tấn công hạt nhân với những nước xung quanh. Và sự kiện Biển Đông, trong đó có Bãi Tư Chính, đã diễn ra rất nghiêm trọng hơn một tháng qua với việc Trung Quốc ngày càng đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đến mức Việt Nam đã phải điều cả chiến hạm Quang Trung là chiến hạm rất hiện đại mua của Nga ra khơi để hy vọng rằng áp chế được tàu Hải Dương 8 cũng như tàu hộ tống. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo ngay trên trang tweet của ông giáo sư Mattison cũng đã đưa trong thời gian vừa qua. Đó là vào ngày 23 tháng 8 thì tàu khu trục Quang Trung thì cũng đã tiếp cận với vùng Bãi Tư Chính một thời gian, nhưng dường như là phía Trung Quốc có lực lượng quá mạnh ra với những tàu chiến, tàu hộ tống và cả những chiếc máy bay cỡ lớn. Theo như thông báo của báo chí Ấn Độ đưa tin thì chiếc tàu khu trục Quang Trung của Việt Nam buộc phải rút đi, và đây là hải trình khi mà tàu Quang Trung quay trở lại vùng biển Việt Nam mà ông phó giáo sư Mattison đã chia sẻ, và các bạn cũng có thể tham khảo trên trang Twitter của ông trong thời gian tới. Tuy nhiên, như khi mà nhiều nước đưa ra những phản đối như vậy, nhưng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn không hề xem xét đến hành động của mình trước các phản đối quốc tế từ Mỹ, từ châu Âu, từ Việt Nam, từ Úc, từ Ấn Độ và nhiều nước khác. Và hình ảnh mà cụ thể hôm nay các bạn có thể thấy khi ông Tập Cận Bình gặp phía Philippines, đó là Philippines và Trung Quốc đã ký kết 6 hiệp định nhưng không khai thác chung dầu khí, tức là cái cuộc gặp này rất quan trọng. Và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Philippines có thể có một bước tiến lớn trong việc phát triển tài nguyên dầu khí ở Biển Đông nếu họ có thể giải quyết đúng đắn tranh chấp chủ quyền. Và đây là hình ảnh hai bên đã ký kết với nhau. Sở dĩ có việc này bởi vì các bạn cũng đã biết thời gian vừa qua Chủ tịch Tập Cận Bình cũng hôm 29 tháng 8 khẳng định lập trường của Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông là không thay đổi. Một phát ngôn viên của chính phủ Philippines cho biết như vậy vào hôm 30 tháng 8. Ông Tập Cận Bình nói điều này trong cuộc họp với Tổng thống Philippines Duterte ở Bắc Kinh. Trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định lập trường của chính phủ Trung Quốc là không chấp nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đưa ra vào hồi năm 2016 khi Tòa trọng tài này đã bác bỏ đường lưỡi bò của khi Trung Quốc đưa ra với vụ kiện của Philippines. Và như vậy là qua những thông tin này thì các bạn biết rằng là Trung Quốc cương quyết đưa cái đường lưỡi bò, tức là đường chín đoạn của họ, vào trong cái việc mà bảo vệ chủ quyền. Về như vậy thì có nghĩa là Việt Nam không có cơ hội để dùng những biện pháp khác như ngoại giao trong thời gian qua hoặc gặp gỡ, trao đổi cũng không có tác dụng đối với Trung Quốc, bởi vì không những thế, sau rất nhiều những công hàm mà Việt Nam gửi đến Trung Quốc thì họ đã không hề đoái hoài đến những cái yêu cầu và những cái thông tin Việt Nam gửi tới, mà họ lại tiếp tục đưa tàu vào sâu hơn cái vùng chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Mà hiện nay trong giờ phút này thì tàu Hải Dương 8 và 4 tàu hộ tống rất hung dữ của Trung Quốc vẫn liên tục quần đảo ở khu vực sát gần Bãi Tư Chính của Việt Nam để đo đạc cái vùng trên cái vùng đặc quyền kinh tế mà Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi. Và bên cạnh đó thì Trung Quốc thời gian qua cũng đã đưa ra sách trắng quốc phòng, và trong đó họ ghi rõ rằng họ bảo vệ cái đường lưỡi bò của họ, và điều đó chắc chắn rằng Việt Nam phải lường trước bất cứ lúc nào Trung Quốc cũng sẽ dùng những hành động vũ lực để có thể cưỡng đoạt cái nguồn tài nguyên cũng như đặc biệt là cái phần chủ quyền mà Việt Nam từ trước đến nay vẫn đang có cái hoạt động dầu khí và được luật pháp quốc tế công nhận. Và Việt Nam bắt buộc phải chuyển cái chiến thuật là sử dụng luật pháp quốc tế và đối với Trung Quốc. Và đầu tiên thì Việt Nam đã đưa cái hội luật quốc tế lên tiếng về cái việc này, và trong thời gian qua các bạn cũng thấy rất rõ là của Chủ tịch luật quốc tế Việt Nam tiến sĩ Nguyễn Bá Sơn đã lên tiếng hoạt động của tàu Trung Quốc đi ngược thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước. Tức là lãnh đạo hai nước thì các bạn biết rằng trước đó chắc chắn là có rất nhiều những cuộc gặp lãnh đạo cấp cao để thỏa thuận về vấn đề Biển Đông, và hai bên cũng đã nhất trí thông qua rất nhiều. Nhưng bây giờ Trong thời điểm này thì Trung Quốc không chấp nhận và cũng không tôn trọng tất cả những thỏa thuận đó. Thế thì Việt Nam phải làm thế nào? Rất khó. Và phía Việt Nam yêu cầu là những hoạt động của tàu thuyền Trung Quốc ở vùng biển Việt Nam vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và đi ngược lại những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Và những thỏa thuận này thì các bạn người dân thì chắc là cũng không thể đọc được những cái biên bản mà họ đã trao đổi và đã ký với nhau như thế nào. Nhưng mà ngay cả những biên bản đó thì cũng không được Trung Quốc đồng ý và chấp nhận và tiếp tục thực hiện. Điều thứ hai là Việt Nam yêu cầu là Trung Quốc không phải là và nói rằng là cái khu vực đang có tàu Hải Dương 8 này là không phải là khu vực chồng lấn hay có tranh chấp, cho nên và yêu cầu Trung Quốc cần rút ngay tất cả cái tàu này ra. Thì đấy với Hội Luật gia quốc tế Việt Nam đã yêu cầu như vậy. Nhưng có lẽ thì đây là cái tiếng nói cũng rất yếu ớt của Việt Nam trong cái thời gian vừa qua, mặc dù đã rất cố gắng, cho nên tới đây và các bạn cũng đã chứng kiến rất nhiều là liên tục quốc tế đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam, liên tục thế giới đã có những biện pháp mạnh mẽ với Trung Quốc bằng biện pháp ngoại giao để lên án khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và để tăng thêm cái khả năng hợp tác và tăng thêm cái sự ủng hộ của quốc tế, đặc biệt là của Mỹ đối với Việt Nam, thì hiện nay nhà cầm quyền tại Hà Nội cũng đang ráo riết chuẩn bị chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước rất hân hoan và vui mừng được tiếp đón ông Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội. Và chuyên gia chính trị Việt Nam ông Cathay cho biết chính phủ Việt Nam đã vận động hành lang ở Hoa Kỳ để Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có được lời mời thăm Nhà Trắng và nhiều khả năng chuyến đi Mỹ của nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 10. Thì đây là thông báo của ông, người nhà nghiên cứu chuyên về Việt Nam tại Úc đã đưa ra. Và tất nhiên Tổng thống Mỹ Donald Trump là một người rất cương quyết và ông ta đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc về những sự tác hại của chủ nghĩa xã hội chỉ đem đến những cái đau khổ cho người dân mà thôi. Vì vậy qua cái việc chiến tranh thương mại và nhiều cái biện pháp khác đối với Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy rằng ông là cái người có lẽ rất cương quyết sẽ tiêu diệt chủ nghĩa xã hội và cụ thể hơn đó là chủ nghĩa cộng sản. Cho nên điều kiện khi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ thời gian tới mà để Mỹ và các nước đồng minh ủng hộ Việt Nam nhiều hơn nữa thì trước sự xâm lấn của Trung Quốc, đó là nhà cầm quyền tại Hà Nội cần phải loại bỏ dần cái ý thức hệ cộng sản để chuyển đổi sang mô hình nhà nước pháp quyền, đa đảng, dân chủ và tự do cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de hôm nay thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2019. Các bạn hãy để lại những bình luận sau video này cũng như chia sẻ để nhiều người cùng biết, và hãy cung cấp cho chúng tôi những thông tin để nói lên cái mong muốn của các bạn được biết những cái điều gì đang diễn ra trên thế giới với Việt Nam, và chúng tôi sẽ phục vụ và cung cấp cho các bạn trong thời gian nhanh nhất, ngắn nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và chúc các bạn một buổi tối hạnh phúc.